là BMZ đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bình Galaxy. Như cái phần giới thiệu mình đã giới thiệu rồi, đẹp đúng không? Ok, rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần chuẩn bị nước hoặc là sữa đậu thì dùng sơn siêu. Tiếp tục là một cái lọ thủy tinh trong suốt như thế này. Nhớ là phải trong suốt nha các bạn nhé, không là các bạn sẽ không nhìn thấy bình Galaxy ở đâu cả. Ok, tiếp tục là các bạn sẽ cần bông gòn và một màu tím và một màu xanh như thế này. Ok, thì bây giờ chúng ta hãy làm thôi. Đầu tiên là các bạn hãy nhét bông gòn vào trong cái cốc này nha, nhét ít ít thôi, đừng nhét nhiều. Ok, tiếp theo là mình sẽ cho bột sun siêu vào. Ok, cho sun siêu vào nhé, cho các bạn cho ít thôi nha. Ok, đó, cho như thế thôi. Tiếp tục là mình sẽ pha màu tím trước nha. Ok, để mình pha màu tím. Các bạn chấm 1 đến 2 giọt mực tím vào trong đi nha. Đừng chấm nhiều quá, không là nó sẽ bị đậm màu quá. Mình đã chạy đều lên, tiếp tục là các bạn cho bông gòn đợt 2 nha. Lần này thì mình sẽ trộn màu xanh. Mình đã trộn đợt 2 ở đây và nhìn nó bắt đầu giống Galaxy rồi đó. Tiếp theo là mình sẽ cho tiếp bông gòn vào nha. Lần này mình cho nhiều nhiều một chút. Rồi sau đó thì mình sẽ pha màu tím và một chút màu xanh. Các bạn thì vì tiếp theo là mình sẽ đổ một ít nước để cho nó hòa vào với nhau nhé. Ok, đi đâu. Rồi để các bạn đợi nó ngấm rồi sau đó các bạn sẽ để một lớp bông cuối cùng ở bên ngoài để cho nó che đậy tất cả đi. Ok, xong rồi phần đậy thì Galaxy của chúng ta đã xong rồi. Nhìn rất là đẹp phải không? Wow. Nhìn từ xa rất là đẹp. Chúc các bạn làm thành công nhé. Và be amazing out.